con là con bị có thai ngoài ý muốn luôn ạ. Thì con cảm thấy là một cái điều đó là con thấy là con không có quan trọng bằng anh ấy. Anh hai con xô con té té dơ đồ hết thì ba mẹ con lại lôi con ra chửi, trong khi đó anh hai con là người xô con. Rồi cái hai con cứ hay ghẹo con như vậy, thì những lần đó ba mẹ con cứ lôi con ra chửi không à, thì lâu lâu con mới cãi lại một cái thì ba mẹ con lại mới nói anh hai ra ngoài hoặc lại quay ra nói con tiếp. Thì cứ ngồi chửi con hoài thì con cảm thấy là anh hai con làm chuyện gì có lỗi thì con cũng sẽ bị chửi hết. Cầu con khẩn, cái dòng này là không biết ngụ ý gì, con Dũng có thể giải thích cho cô và chú Quân biết được không? Dạ là con cầu con khẩn là khi mà hai người không thể có con được á cô, thì sẽ làm mọi cách rồi đi làm này làm kia để có một người con. Câu này và nó có liên quan gì tới con hay không? Dạ thì ở trong gia đình con á, thì anh hai con là con cầu con khẩn, còn con thì lại không ạ. Con cảm thấy là con ba mẹ con thương anh hai con nhiều hơn ạ. Cái khúc này quan trọng rồi, mình phải chia thôi anh ơi. Thôi anh vô trong nha. Rồi anh sẽ vào trong nha. Còn ở đây thì ông sẽ trò chuyện với bé Quang Dũng. Và tất nhiên chúng ta sẽ gặp lại Và câu chuyện này sẽ được lắng nghe một cách công tâm nhất. Xin chào Quang Dũng ơi, anh con bao nhiêu tuổi? Dạ anh con năm nay 16. Còn con? Dạ con 13. Cô không biết mà cô cảm thấy giống như là con đang giận, con đang trách, phải không? Dạ đúng ạ. Thôi con cứ nói đi. Cũng có thể là đúng mà cũng có thể là có nhiều điều biết đâu mình lại hiểu chưa đúng thì sao. Nhưng mình nói ra thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn ha. Từ lúc nào con nhận thấy điều này? Dạ con bắt đầu nhận thấy điều này khi mà con cũng cỡ được 8-9 tuổi gì ạ. Là ba mẹ con cứ hay đi sai vặt con này nọ, rồi cho anh hai con được ngồi chơi đồ thanh thản đồ. Hồi đó ba mẹ con có nói là con có vô tình con nghe được là ba mẹ con nói là anh hai con là cái thời ba mẹ mới cưới là ba mẹ bị cái vấn đề gì đó nên không có con được, phải cỡ 5 năm sau á, thì ba mẹ con sau khi đã chạy mọi cách rồi thì mới có anh hai con được. Còn con là con bị có thai ngoài ý muốn luôn ạ. Thì con cảm thấy là một cái điều đó là con thấy là con không có quan trọng bằng anh ấy. Thì ngày xưa giống như hai chồng cưới nhau cũng lâu á, mà không có cháu thì mới đi bệnh viện khám rồi đi xin đi tùm lum hết đó. Rồi cái sanh ra thì giống như cháu thì nó nghe mình hay nói chuyện với người lớn rồi nói chuyện với nhau đó thì nó nghe. Rồi cái những cái chuyện gì đó mình làm cái gì thì cứ nghĩ ra cái vấn đề đó là anh hai là con cầu con khẩn, còn nó là không phải con cầu con khẩn, thành ra nó cứ suy nghĩ cái đó, thành ra nó mình không thương hơn. Chứ thật ra anh em, hai anh em đứa nào cũng thương nhiều, mà cháu lại là em nhỏ thì nhiều khi chỉ còn thay thiên vị hơn. Tại anh hai thì lớn mà cháu nó không hiểu, nhiều khi nó hỏi mình nói mà cháu cũng không tin. Vậy đó. Cô nghĩ rằng á, biết đâu là có thể nó không phải là hoàn toàn chủ yếu ba mẹ con muốn nói như vậy, nhưng mà cái cách diễn đạt của ba mẹ con nó không khéo. Nó không khéo làm cho con bị ấn tượng xấu. Tức là khi con nghe như vậy con cảm thấy rất là ức chế, rằng là sao mà anh hai con thì giống như là ra đời với cái sự mong đợi của ba mẹ, còn với con thì không phải. Nhưng mà lúc đó con có nói cho ba mẹ con nghe rằng con không thích nghe như vậy không? Dạ không, thì con nghĩ là sự thật cũng chỉ là sự thật thôi. Nó không thể nào thay đổi được. Con là con đấy, con không bằng anh hai con. Anh hai con là rõ ràng là được ba mẹ cưng chiều nhiều hơn. Thực ra là có cầu khẩn để có một đứa con hay là tự nhiên mà con xuất hiện trên cuộc đời này thì nó vẫn là con. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được. Mà đã là con là quý, cô tin là như thế. Dạ con có nói với anh con rồi. Con thiệt ra là con cũng đã nói với cả gia đình con luôn rồi. Nhưng mà ba mẹ con sau khi nói xong thì con vẫn thấy là chưa có thuyết phục được con. Ba mẹ nói sao?
ba mẹ con chỉ nói là thương hai đứa đều như nhau, rồi đứa này làm bé kia, đứa này làm bé nọ. Thì con thấy cái đó là con thấy nó không thuyết phục cho con được. Và sau cái khi mà nói chuyện như vậy rồi thì mọi chuyện những đâu vô đó. Con thấy có những cái điều nào khiến con cảm thấy bất công? Dạ, ví dụ như là con với hai con đều đang ngồi chơi, thì ba mẹ con cứ ba mẹ con đang làm việc thì cứ sai con đi lấy cái này lấy cái kia, rồi hai con cứ ngồi đó thay chơi hoài mà ba mẹ không có đá động gì tới nay hết. Con có thể đi vòng vòng đi qua đi lại lấy đồ, hoặc là khi mà con mua đồ cho gia đình ăn á, thì con mua đồ ăn là con đi mua cho cả nhà, thì có thể con mua được cho cả gia đình luôn. Nhưng mà khi chỉ có anh hai con ăn thôi mà con không ăn thì con cũng phải đi mua. Mà khi mà con không chịu đi mua, con nói lại với mẹ là tại sao hôm nay ăn mà con phải đi mua, thì mẹ vẫn bắt con phải đi mua. Anh hai con vẫn đang ngồi đó chơi và con phải đi vòng vòng làm việc ạ. Cô hoàn toàn thông cảm với con điều này. Mặc dù mới nghe qua thì nó là những cái chuyện rất là nhỏ, như là làm việc này việc kia trong nhà thôi, nó không phải chuyện gì lớn, nhưng mà vì nó lặp đi lặp lại hoài cho nên nó làm cho con bị cảm thấy rất là bực bội. Cô hiểu mà, tại vì á, bản thân cô hiểu là cái sự công bằng là rất là quan trọng trong gia đình. Tại cô cũng có ba đứa con mà cũng giống như là con với lại anh con vậy. Con anh con là lệch nhau 3 tuổi. Còn các con cô thì sát nhau hơn. Nên là mỗi lần mà cô phân chia điều gì đó thì cô luôn phải đảm bảo tính công bằng. Tuổi lớn thì làm việc phù hợp, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chứ cô sẽ không bao giờ để cho một hoặc là hai trong số ba em là cảm thấy sao mẹ có vẻ thiên vị người còn lại hơn. Thì cái đó, chuyện đó là gần như không có xảy ra ở gia đình cô. Thì cô nghĩ rằng là phải rất là khéo, thì có thể là do ba mẹ con chưa có được khéo trong cái điều này. Thì cái này cô hứa là cô sẽ góp ý, cô sẽ có cách để cô nói chuyện với ba mẹ con. Cảm ơn cô. Nhưng nó vẫn chỉ là cái chuyện nhỏ. Còn nếu như ở những cái chuyện lớn hơn, ví dụ cả hai anh em cùng có lỗi chẳng hạn, ví dụ vậy đi, thì ba mẹ con, cái cách mà phân xử của ba mẹ con nó có công bằng hay không? Nếu như mà trong những cái chuyện lớn hơn mà ba mẹ con phân xử công bằng, thì cô nghĩ rằng là mình vẫn có cách giải quyết. Dạ. Bây giờ là con kiểu như là anh hai con á, mà làm gì ảnh hưởng đến con là ba mẹ con vẫn sẽ chửi con. Ví dụ như là khi con mặc đồ, anh hai con xô con té dơ đồ hết, thì ba mẹ con lại lôi con ra chửi, trong khi đó anh hai con là người xô con. Rồi cái hai con cứ hay ghẹo con như vậy thì... Con đang bị xúc động á. Cô hỏi con thì con sẽ không có nói với cô được. Bây giờ con cứ bình tĩnh, hít thở sâu nè. Thì trong những cái điều mà Hoàng Dũng nói thì mẹ thấy là có đúng không hay không ạ? Thì có, cháu nói thì có đúng đó. Nhưng mà nhìn góc độ khác thì cháu suy nghĩ không biết sâu sắc làm sao chứ. Con hai đứa mà đứa nào mình cũng sanh ra, đứa nào mình cũng thương đồng nhau hết. Chứ không có đứa nào mà thương nhiều, đứa nào thương ít. Giống như cháu cứ cái quan niệm là anh hai con cầu con khẩn thì ba mẹ thương nhiều hơn. Đó, thành ra trong đầu cứ suy nghĩ nếu mà mình làm cái gì cho anh hai thì lại nghĩ là anh hai được hơn. Thành ra cháu suy nghĩ vậy, cháu mới nói vậy. Em nghĩ cái này nó do là từ đầu khi mình kể cho con nghe cái câu chuyện này, mình đã đặt để rằng là anh hai con nó là quý lắm, con cầu con khẩn, còn con là lỡ thì ra con. Em nghĩ rằng là cái khái niệm ban đầu của con về câu chuyện này nó như vậy, cho nên nó tự hình thành trong đầu con cái suy nghĩ rằng là con không có bằng đó, so với anh của mình đó. Cứ suy nghĩ trong đầu là vậy đó. Nhiều khi chị cũng nhớ chị có kể không, nhưng mà nhiều khi nói chuyện với bạn bè đâu đó rồi cháu nghe đó. Tại vì chắc chắn là nó phải có nguyên nhân chứ không thể nào mà Dũng lại nhìn nhận như vậy, đúng không? Tại vì những câu chuyện của Dũng kể hồi nãy ở trong đó thì trò chuyện với chị Hương mà cũng nghe, tại vì rõ ràng là cái chuyện là tại sao cứ bắt con làm quá trời quá đất mà anh hai thì lại làm ít hơn, đúng không? Nên thành ra rằng là con nhìn có hoàn toàn có lý của con, nhưng chắc có thể là giống như chị Hương chia sẻ đó, là tất nhiên mình sẽ không bao giờ có cái ý định là mình cài đặt cái suy nghĩ này vào cho con rồi. Nhưng mà tất nhiên là trong quá trình trò chuyện hoặc là đôi khi mình nói với người khác thôi, nhưng mà Dũng lại nghe được.
và Dũng lại nhập tâm cái suy nghĩ đó, thành ra là bây giờ cái gì con cũng nhìn dưới cái lăng kính đó. Nhưng mà thực tế thì trò chuyện ở trong đó thì cũng không phải là như vậy đâu. Cái này thì khẳng định là mẹ không hề có cái sự phân biệt nha Dũng. Tại vì con thì con nghĩ rằng là ba mẹ thương anh hai hơn, nhưng mà anh hai lại cũng đi tố cáo hay là mét với ba mẹ rằng là ba mẹ thương con hơn. Vậy rồi bây giờ con thì nói như vậy, rồi anh hai lại cũng nói như thế. Vậy thì rốt cuộc là ai thương ai hơn? Chắc chắn là ba mẹ thương cả hai con rồi. Nhưng mà quả thật rằng là cái cách thức mà giao việc trong gia đình đó, thì đôi khi Dũng tại vì con dễ thương quá đó, ví dụ anh hai kêu con làm cái gì con cũng làm đúng không, rồi ba mẹ kêu cái gì con cũng làm, thành ra là kêu anh hai xong rồi anh hai không làm, anh hai kêu Dũng, Dũng cũng làm luôn. Thế là mẹ suy nghĩ một cách rất là đơn giản là nếu như kêu anh hai, anh hai đâu có làm đâu, anh hai cũng kêu Dũng, thế cuối cùng thôi kêu Dũng luôn cho rồi đó. Mà cô biết không, ở nhà hả, nhiều khi chị còn dặn chứ, con tuyệt đối không có làm cho anh hai nha, anh hai sai cái gì con làm con không làm, con để tự anh hai làm cho anh hai quen, chứ anh hai mà sai con hoài anh hai lười biết, anh hai không làm. Đến nỗi nước mà anh hai còn kêu em rót cho anh hai luôn đó, làm riết quen luôn. Mà anh này lại tình cảm hơn nè, nhìn là biết anh này tình cảm lắm, gần gũi mẹ ba lắm. Còn anh hai thì không. Dũng, cô có ý tưởng con phải vùng lên. Cô cũng có hai đứa con trai trong số ba đứa con của cô, mà nhà em á ngược lại chị Hương, cái thằng nhóc nhỏ nhất á là cá cao, anh lớn nhất là anh Coca, mà cái thằng nhỏ nhất là nó là trùm. Con lần ba nó gửi cái đoạn clip cắt ra từ camera nhà, thấy thằng em nằm phe ra vậy nè, thằng anh bóp chân, trời ơi, bóp rất lâu. Thì ra là thằng anh mụ sinh được xem cái chương trình gì đó, mà thằng em nó ra điều kiện là bây giờ em đau chân quá, em nhức quá, anh bóp chân cho em xong thì em sẽ nhường cho anh cái remote để anh được xem cái chương trình đó. Mình nghĩ trời ơi, ông em này, ông sao mà ông điều khiển được cái ông kia, mà ông kia răm rắp nghe mà ông bóp vậy. Cái về mình hỏi, ủa sao con, sao mà con nghe lận quá vậy. Mình nghĩ rằng là tưởng là con trai mình á, đứa lớn nó nói rằng á là do thằng nhỏ nó dữ quá, giờ con không có bóp chân cho nó thì nó quánh con thì sao. Mình nghĩ là như vậy, tại vì ông kia ông dữ lắm. Mà cuối cùng thằng anh hai thì nói rằng á, nó nói rằng nó quá nhức đi, nó nhức chân quá đi, thành ra là con phải bóp cho nó thôi, chứ ai bóp chân cho nó giờ ba mẹ không có nhà. Nói câu đó xong mà mình nghĩ thôi mình cũng yên tâm mình đi làm. Là cô nghĩ rằng là nhiều khi á, con cũng phải có chiêu. Con phải có chiêu với anh của con, tại vì anh của con sai con hoài đúng không? Lâu lâu con cũng phải vùng lên, con phải có cái điều kiện gì đó với anh. Ví dụ anh cứ sai em hoài đâu có được, hoặc là anh em cùng chơi cái trò gì đó. Nếu mà giờ em thua thì em làm cái điều đó cho anh, còn nếu mà anh thua thì anh phải làm điều đó cho em chứ. Thì cô nghĩ rằng là con phải chủ động trong cái chuyện kết nối. Có thể rằng là do anh của con thì đúng thật sự là cũng hơi ỷ lại thiệt. Tại vì do con siêng nè, con hay làm cái gì làm, con siêng nè, con ngoan nè, thành ra là anh con bị ỷ lại, đâm ra mới thành như thế. Chứ cũng không phải là trong lòng anh hai coi như là muốn đì em là không phải đâu, nhưng mà do ai biểu con nhiệt tình quá. Mà sao anh hai sai cái gì cũng làm được chơi vậy Dũng? Mà chị dặn luôn, chị dặn là con không làm luôn, mình thấy nó làm cái mình la, cái nó hơi cợi, con thương anh hai con làm cho anh hai vậy đó. Rồi sao giờ nghe Dũng nói coi, tại sao lúc anh hai sai cái gì cũng làm hết trơn vậy con? Dạ là vì con thấy là anh hai con trai con là chắc là anh hai con cũng phải có việc gì đó là đang bận nên con mới làm theo cho anh hai. Nhưng mà có lúc nào anh hai không có bận gì hết trơn mà anh hai sai con vẫn làm không? Dạ có. Vậy là con tự làm rồi đúng không? Nó ngồi đó xong Dũng rót cho anh hai miếng nước cũng rót. Đó, sai riết quen, anh này làm riết quen đó, chứ đâu phải mà mình đề mình ép mình không thương gì đâu. Mà anh hai thương lắm nha, bệnh là anh hai đắp khăn lạc, đắp khăn ướt lên trán rồi này kia, anh hai cũng chăm sóc lắm đó, thương lắm. Mà con trai vậy đó, thấy em làm riết cái sai riết quen luôn, chứ không phải không thương đâu. Anh hai có thương con không Dũng? Nhà con cũng không biết nữa. Con có hỏi không? Dạ không. Vậy con, nhưng mà con cảm nhận thế nào? Con cũng không biết nữa. Vậy con có thương anh hai không? Dạ con có thương anh hai con chứ. Thế như hồi nãy hành động mẹ nói đó, con bệnh thì anh hai tới đắp khăn cho con, rồi là có cái gì cũng, tức là như là sai thì rõ ràng là cái gì việc gì bắt con làm là đúng rồi đó. Nhưng mà cái cách mà anh quan tâm đến con thì con có thấy là có điều đó không? Dạ vì cái điều đó thì con thấy là có. Thì như vậy chứng tỏ là thương con rồi đúng không? Đó là nhiều khi mình cũng do mình bị suy nghĩ có một chiều à con.
có những lúc mình không có thông á, thành ra mình tự sâu chuỗi xong mình tự mặc định rằng á là mọi người đang không có công bằng với mình á. Yeah. Nhưng mà nhiều khi cô nghĩ rằng là không hẳn là như vậy đâu. Yeah. Anh hai của con chắc hẳn là có một cậu em như thế này, vừa đẹp trai này, vừa dễ thương, vừa hiền lành này, vừa nhiệt tình, làm sao mà không thương con được? Chắc chắn anh hai con phải thương con. Thương lắm. Chỉ có anh hai hơi ỷ lại chút xíu thôi. Nhưng mà nếu mà nói gì đó với anh hai, muốn một điều gì đó để cho anh hai thay đổi thì con có muốn không? Thì con thử nói cho anh đi. Tại anh hai con 16 tuổi là cũng biết rất là nhiều rồi. Và cô nghĩ rằng anh hai con có thể làm khá nhiều thứ cho con đó. Thì con cũng chỉ muốn nói với anh hai con là đừng có bị ỷ lại vô con, rồi đừng có sai con này nọ nữa. Thì anh hai con cứ hãy tự làm cái việc mà anh hai con có thể làm. Cái gì mà cần con quá thì hãy kêu tới con. Cái gì cần con quá thì Nhưng mà mai mốt có những cái việc mà anh hoàn toàn có thể tự làm rồi anh nhờ con có làm được không? Dạ con tùy. À con tùy đó. Một á là hai anh em hết à. Làm hết à. Bây giờ thôi, bây giờ vậy á thì một hồi chuyện này nó lại lặp lại à. Tại vì cái kiểu mà hay thích làm hết đó, nữa. Đúng rồi. Là mẹ quy định đi. Mẹ quy định là trong nhà những việc gì là phụ trách là bởi anh hai thì anh hai phải làm, và phụ trách bởi em thì em sẽ phải làm. Đúng rồi, có. Mẹ có quy định không? Có, giống như là quét nhà lau nhà thì mình quét trước rồi, nhưng mà chút mình vẫn kêu em Dũng quét nhà cho anh hai lau nhà, thì làm Dũng nhiệm vụ quét nhà, còn anh hai lau nhà là cái đó là việc đó là rạch rồi hai anh em luôn đó. Còn cái chuyện mà anh hai sai vặt rồi này kia là cái chuyện đó là làm tốt hết. Nhưng mà chị Hương chắc là cũng cần phải rõ ràng hơn trong nguyên tắc này nữa. Ví dụ hồi nãy Dũng chia sẻ đó, anh thì cứ ngồi đó mà sao cứ sai Dũng làm. Thế thì bây giờ khi đã xác lập rằng là việc nào của anh là kiên quyết bắt buộc anh phải làm đó. Anh không làm anh tự chịu trách nhiệm, anh không đi mua đồ ăn thì anh khỏi ăn. Khỏi ăn. Chứ không có cái chuyện là anh không đi mua thì kêu Dũng mua, thì thành ra rằng là Dũng lại có cái suy nghĩ rằng là ở tại sao anh ở không mà lại bắt Dũng đi mua. Nên là chị Hương đã làm cái việc này rồi, nhưng mà có lẽ rằng là mình cần rõ ràng hơn và nguyên tắc hơn, tức là chị sẽ rất kiên quyết trong cái việc này đó. Cái nào là của anh hai là để cho anh hai, chứ sẽ không có anh hai không làm thì lại giao qua Dũng nữa, thành ra Dũng sẽ lại bị cảm giác. Cũng có đó, chị cũng dặn đó đó, con tuyệt đối không làm gì cho anh hai nha, chuyện của anh hai để anh hai tự làm, con không làm, không được làm, để cho anh hai làm cho anh hai quen, để anh hai sai hoài rồi xong cũng làm, mình thấy làm mình la luôn, mình thấy làm mình la luôn, nói con thương anh hai con làm cho anh hai vậy rồi sao đó. Với cái chuyện đôi khi là con là Dũng tạm gọi là phạm lỗi đi ha, ví dụ như đồ quần áo dơ thì cứ biết là lỗi là dơ đi đã, nhưng mà cũng cần xét coi là nguyên nhân do đâu. Giống như hồi nãy Dũng chia sẻ đó, đâu phải là do Dũng đâu, nhưng cuối cùng là cái cảm xúc rất là tự nhiên lúc đó thì mình la Dũng thì lại làm cho Dũng buồn hơn. Chúng ta hiểu rằng là làm cha mẹ thì ai con nào cũng thương là đúng rồi, nhưng mà rõ ràng là thông qua ngày hôm nay qua chia sẻ của Dũng đó, thì chắc chắn rằng là chị Hương cũng hiểu rằng là đôi khi mình cũng làm sao cố gắng để mình tách bạch hơn, để làm cho Dũng sẽ có cái sự thay đổi trong suy nghĩ. Tại tình cảm thì mình chia đều cho nhau, nhưng mà có một vài cái cách mình thể hiện thôi. Mà nếu điều chỉnh những cái việc đó thì chắc chắn rằng là Dũng sẽ không có cái suy nghĩ đó đâu. Tôi nghĩ là sau ngày hôm nay con sẽ giải tỏa được suy nghĩ này. Dạ. Yeah. Ngay lúc này con có cảm thấy nhẹ đầu hơn với cái suy nghĩ là con cầu con khẩn như trong cái hình ảnh đó không? Dạ con thì sau khi mà mẹ nói chuyện với con thì con cảm thấy là con cũng có cái sai trong cái suy nghĩ của mình. Thì con biết là bây giờ là con với anh hai, cả hai người đều phải thay đổi ạ. Thì bây giờ con cũng thấy là con nhẹ nhõm hơn rồi, con không có gì con dằn vặt trong lòng nữa. Trời ơi, dằn vặt luôn mà. Vậy. Người lớn nhiều khi không có hiểu hết đâu. Trời ơi, người ta nhỏ vậy chứ người ta trời nặng trĩu luôn á. Và cô tin rằng con rất là thương anh và anh cũng rất là thương con, và mẹ thương cả hai anh em. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chỉ nhẹ nhàng như thế này thôi. Những cái giọt nước mắt lúc đầu của Quang Dũng cũng làm cho ốc cảm thấy rất là lo, tại vì sợ rằng con không có giải tỏa được. Nhưng mà may mắn rằng là mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn anh Quân rất là nhiều vì anh đã rất là công tâm khi lắng nghe từ cả hai phía. Và cảm ơn mẹ vì mẹ cũng không có bảo thủ. Mẹ biết rằng là mẹ cũng có những cái nó chưa có ok lắm. Ở một thời điểm nào đó thì mẹ và ba sẽ biết cách điều chỉnh để mà gia đình mình lúc nào cũng êm ấm. Và quan trọng nhất là Quang Dũng, con phải tự hào về những gì mình đã làm cho anh hai của mình. Thôi quyết định vậy đi nha. Không có lăn tăn không suy nghĩ nữa nha. Cảm ơn bé Quang Dũng, cảm ơn mẹ Thanh Hương rất là nhiều, và cảm ơn anh Bùi Hồng Quân.
Thưa quý vị khán giả, và đó chính là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.